Theo thống kê của ngành chức năng, trong tháng 1 năm 2024, qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 27 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Hiện đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ, còn lại 20 vụ đang xác minh, xử lý. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, thời điểm giáp Tết Nguyên đán là dịp các đối tượng thường hay lợi dụng để có các hành vi xâm phạm đến tài nguyên rừng, nhất là đối với các hành vi khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Do đó, hiện nay các ngành địa phương đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tại công văn số 198 ngày 26 tháng 1 năm 2024. 80 năm.